cũng phản ác luôn. Các bạn mà cứu nước bạn chúng tôi có đi phản ác cái gì đó mà các anh chị chúng tôi bỏ đó thì các chị cũng áp dụng cái này ha. Tất nhiên là phải tùy thuộc vào ban đi nữa thì có thể là chút, nhưng mà cái sự cũng vậy. Thì cái này năm ngoái cũng có hướng dẫn các bạn ở cứu thôi, nhưng mà không có chưa một, nhưng mà hôm nay thì thầy chưa hướng dẫn luôn cả ở cứu thì chúng tôi một chỉ dẫn qua bài này thì các bạn sẽ nắm cái cách để làm thế. Riêng các bạn nội trú thì bắt buộc các bạn phải nhớ, các bạn hướng dẫn lại cho sinh viên. Thứ ba là nãy thì cái phần này sẽ chuyên sâu hơn, còn nếu như bạn hướng dẫn sinh viên thì nó sẽ nên đơn giản hơn xíu, nên khi mà làm bệnh án thì sau đại học thì nó sẽ chuyên sâu hơn xíu. Rồi bắt đầu nhé, thì là đầu tiên đó là một bệnh án truyền khẩu. Chuyện này thì đơn giản thôi, không có gì hết. Thì là chủ yếu phần chất các bạn nó thông tin về bệnh nhân, họ tên, tuổi giới hạn, như thế này. Không có buộc bạn phải, nói chung là họ tên, các cái người có. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất ở trong phần chất này á là để cái có bệnh này nó liên quan đến tuổi giới, liên quan kèm điểm. Nếu hai cái này nó có liên quan đến cái bệnh của bạn hay vào, ví dụ một bệnh nhân tuổi giới liên quan gì đến bệnh nên hiện nay bạn nắm, ví dụ bệnh nhân do bạn thì đau khớp háng, bệnh nhân lớn tuổi sau một cái chấn thương nhẹ đau khớp háng không đi lại được, cộng thêm lớn tuổi thì các bạn nghĩ bệnh nhân sẽ bị gì? Gãy xương thì là gãy khớp, gãy xương đúng không? Một bệnh nhân mà lớn tuổi đau một tháng sau khi té, lớn tuổi khoảng 70-80 tuổi mà các bạn vô bạn chẩn đoán công việc chẩn đoán tháng chẩn đoán sơ bộ gãy cổ xương đùi đi, chẩn đoán công việc chẩn đoán tháng bảo đảm là gãy tấn trọng thành gớt nha, tại vì không thể nào bệnh nhân lớn tuổi bị chẩn đoán được, rất hiếm cực kỳ nha, rất cực kỳ hiếm bệnh nhân lớn tuổi mà chẩn đoán chẩn đoán. Cái tần suất chẩn khớp nó liên quan đến cái cơ, cái phần mềm xung quanh cái khớp đó. Theo thống kê thì khớp quỷ, khớp vai thì các bạn khớp nào sẽ dễ chẩn hơn? Không, khớp quỷ tần suất dễ chẩn hơn khớp vai. Tại sao? Anh mới nói xong, vì cơ khớp vai nó nhiều hơn nên cơ khớp vai nó nhiều hơn cho nên khớp quỷ chẩn nhiều hơn khớp vai. Rồi thứ hai giữa khớp vai với khớp háng khớp nào dễ chẩn hơn? Khớp vai, tại vì khớp háng cơ nó phần mềm xung quanh cái khớp nó rất là nhiều nên nó sẽ rất là khó chập, mà khi cái khớp nó khó chập, nó đã khó chập rồi thì khi mà cái lực tác động vào mà để dẫn đến chập khớp thì ở người lớn tuổi chất lượng xương họ kém, cái lực nó chưa đủ để làm chập khớp thì xương nó gãy trước rồi, bạn nhớ vậy. Thế cho nên trong phần mình tránh, nếu mà bệnh nhân lớn tuổi mình không bao giờ chẩn đoán công việc chẩn khớp, đặc biệt khớp háng nhớ nha, khớp vai thì có thể nhưng mà khớp háng không bao giờ nhớ nha. Thì tấn rất là ghét thì phải, rất là kỹ với cái bạn nào mà chẩn đoán là chẩn đoán công việc bệnh nhân lớn tuổi khớp háng này thì nhân lớn liền sinh viên á, nên là chắc chắn là điều chỉnh bệnh liền là sẽ làm được, bạn lưu ý rồi nghề nghiệp thì bạn lưu ý nghề nghiệp để hiểu mình coi bệnh nhân nếu nghề đó thì với cái chứng thương đó có phải liên quan đến nghề nghiệp hay không, nhưng mà cái quan trọng là tuổi giới nha. Rồi những cái kia là để mình biết bệnh nhân ở đâu, làm cách nào liên hệ bệnh nhân thôi, không quan trọng nha, không quan trọng. Nhưng khi sau này bạn làm nghiên cứu thì cái bệnh án về không liên hệ không quan trọng, hay còn hay bạn làm bệnh án đó không quan trọng đâu, nhưng mà đừng có ghi quá về dài dòng về những hành chủ yếu của thế giới nghề nghiệp là gì được ha. Rồi phần chuyên môn thì số một là gì, là triệu chứng gây ra chính, thì cái này em biết rồi ha. Thì một hai triệu chứng gây ra chính đừng ghi quá nhiều chính nha, nên chọn cái nào mà khiến bệnh nhân dễ hoàn thiện nhất. Thì khi các bạn làm nén lâu mình sẽ gặp có trường hợp ví dụ như đặc biệt là bệnh nhân cảm thấy đau vào viện, hay là bệnh nhân thấy bệnh nhân bé thấy gãy xương vào viện, thì bạn lưu ý khi bạn làm án bạn gặp rất là nhiều lý do vào viện gãy xương cẳng chân nó không đúng,
Nếu gãy xương cẳng chân không phải là triệu chứng, và lưới gãy xương cẳng chân không phải là triệu chứng, nó là triệu đóng rồi. Cho nên lý do thì phải là triệu chứng là đau, chảy máu, thì vấn đề gì đó rồi thì phải là triệu chứng. Rồi về phần thứ hai, phần rất quan trọng đó là bệnh sử về các bạn. Rồi chú nhớ nhấn kỹ phần này để các bạn dễ tư duy, và phải nhấn mạnh phần này là bệnh sử phải gồm 5 phần, 5 thành phần chính. Nha, thời gian đầu tiên, thứ hai nguyên nhân, cơ chế, thứ ba triệu chứng, thứ tư sự trí và cuối cùng là nhập viện. Trong bệnh án thì cũng 5 phần này bắt buộc phải có. Nha, thời gian ở đây là thời gian, cái khoảng thời gian nghĩa luôn nha, là kỹ là khoảng thời gian chứ không phải là thời gian cụ thể. Khoảng thời gian là sao? Đó là xin với pho, các bạn học tiếng Anh thì đã hoàn thành rồi, các bạn nhớ không? Xin và pho nha, hai bên người xin pho đó, xin và pho. Chỉ nếu mà khoảng thời gian là xin với pho thế nha, pho tức là cách nhập viện bao nhiêu giờ, chứ không phải là vào lúc 7 giờ hàng mấy bệnh nhân đi xe té không có ha. Cách nhập viện bao nhiêu giờ, bạn quy về hết khoảng thời gian quy giờ, và sau đó sau 1 giờ, sau 2 giờ hoặc cách nhập viện 3 giờ dự kiến bệnh nhân cảm thấy đau nhiều hơn, tăng hơn, và cách nhập viện 1 giờ bệnh nhân người nhà đừng gì đó, tất cả đều là khoảng thời gian hết, không có thời gian cụ thể ở trong bệnh sử nha. Nha, về nguyên nhân và cơ chế đó là phần tiếp theo, nó giống như một cái diễn tiến của bệnh nhân thôi. Nếu bệnh nhân vào lúc khoảng 5 giờ thì đi làm sao có té mô tả càng kỹ càng tốt. Phần nguyên nhân này rất quan trọng nha, rất quan trọng để mình chẩn đoán nha. Và khi mô tả cái mô tả kỹ, ví dụ té bệnh nhân té chống tay không, cái đó là không có kỹ. Chống tay như chống làm sao, cổ tay như thế nào, quỷ tay ra làm sao, vai làm sao mới biết chống tay cổ tay duỗi bằng cọ cổ tay gấp thì nó sẽ gây hai cơ chế khác nhau. Cổ gãy gãy gì đúng không, cổ tay duỗi gãy gì, cổ tay gấp gãy gì, có cơ chế hết nha. Quỷ gấp thì quỷ duỗi, bạn làm sao mô tả được trong đầu người đọc nha. Cái mục tiêu quan trọng nhất là trong đầu người đọc đi, để tưởng tượng nhắm mắt lại tưởng tượng ra cách bệnh nhân té như thế nào. Cho nên bệnh nhân té chống tay, té chống tay là các bạn nghĩ té chống tay gì, đôi khi bệnh nhân té chống tay gì sao nha, nên phải mô tả rất là kỹ phần nguyên nhân và cơ chế. Thứ hai phần triệu chứng, thì phần triệu chứng ở đây các bạn đa số phải tập trung vào triệu chứng dương tính rồi ta lo bỏ mất triệu chứng âm tính. Dương tính là gì, âm tính là gì đó, hãy không phân biệt cái này nữa nha. Chỉ dương tính là triệu chứng, dương là sao, dương tính là sao, và có hay không có, có không, dương tính là có, tức là triệu chứng này có cho bệnh nhân, ví dụ những cái đau thì đó chính là triệu chứng dương tính. Còn triệu chứng âm tính là sao, gọi là chỉ không có, bệnh nhân không có những cái này, nhưng mà cái triệu chứng này có giá trị để bạn loại trừ các bệnh mà bạn nghi ngờ hoặc là củng cố cho cái chẩn đoán của bạn. Nha, ví dụ bệnh nhân té xong mình mô tả cho mình thử nha, bệnh nhân té chống tay cổ tay gì đó, nha, sau té bệnh nhân cảm thấy đau nhiều cổ tay đó, đó là triệu chứng dương tính. Bệnh nhân vẫn tự động cái đầu ngón tay, đó là triệu chứng âm tính, đúng không? Bệnh nhân vẫn tự động nó bình thường, nhưng mà mình tại sao mình lại đeo vô tự động cái đầu ngón tay được, để mình làm gì, mục đích của mình ghi đi làm gì? Bệnh nhân những người tự động ngón tay được, bệnh nhân không tự động thoát quỷ được, nên loại trừ, không các loại trừ một cái tổn thương ở vùng quỷ, loại trừ cái tổn thương đó vùng bàn tay, loại trừ một tổn thương thần kinh, chẳng hạn bệnh nhân không cảm thấy tê các đầu ngón tay, chẳng hạn đó, các bạn đã có những cái thông tin là bệnh nhân không có những cái đó, nhưng mà mình đeo vô phải có mục đích, chứ không phải là bệnh nhân té cái tay phải mình đeo tay trái bệnh nhân dừng tự động được, bệnh nhân hoàn toàn không yếu tố nguy cơ gì ở tay trái nên bạn không cần phải đưa vô. Rồi về xử trí, sau té bệnh nhân có xử trí hay không, nếu có thì khi xử trí, ví dụ bệnh nhân rửa bằng nước, có vết thương thì bệnh nhân rửa bằng nước, hoặc là bệnh nhân được băng ép, bệnh nhân được mềm, bệnh nhân cố định gì đó. Nếu không có bạn vẫn phải ghi là bệnh nhân không được xử trí gì, chứ có bệnh không. Mà nhớ nguyên tắc, nếu bạn cái phần ta bắt buộc có bạn bỏ thì khi người chăm họ sẽ không nói là các bạn bệnh nhân không có mà bạn không khám. Bạn cứ nhớ đó nha, bạn không khám chứ không phải là bệnh nhân không có, nên bạn lưu ý nha, cái những phần quan trọng đó. Và cuối cùng là bắt buộc phải có là nhập viện, đúng không? Bệnh nhân phải nhập viện thì bạn mới có bệnh án làm. Bệnh nhân té xong nhà ngủ sáng sau đi làm, bệnh án đó bạn làm
nha, các bạn nhớ phải có phần nhập viện, nhập viện ở đâu nha. Rồi, và tất nhiên một cái nữa là lý do một việc một bệnh sử là phải lưu ý với nhau, nó phải hợp lý với nhau. Ví dụ lý do một việc của bạn ghi là đau cổ tay bên trái, và trong bệnh sử hoàn toàn không có chữ nào của đau cổ tay trái lên là chắc chắn là cái bị tiểu đường đó, đúng không? Lý do việc bạn đau cổ tay trái mà trong bệnh sử bạn nêu quá trời triệu chứng luôn mà không có triệu chứng nào đau cổ tay trái là không được, nên hai cái bệnh sử và cái lý do việc phải hợp lý chút xíu nha. Tức là bệnh sử phải có lý do một việc đó nha. Đây là ví dụ bệnh sử khi là sinh viên không biết, cứ suy nghĩ tại sao bệnh sử có thể làm dài được, có rất là nhiều cách để mình có thể làm dài bệnh sử ra mà nó hợp lý, chứ không phải mình ghi những cái triệu chứng mà nó vô bổ, nó không có ý nghĩa gì hết nha. Đó, có rất là nhiều cách để mình làm cho bệnh sử nó dài ra, hỏi sao làm sao khi bạn làm những khoa cách vậy nha. Và cũng phải nhớ những sinh viên chịu nổi những cái âm tính, chịu những dương tính không, mình có thể rất là nhiều thứ đó nha. Ở trong cái bệnh sử này các bạn lưu ý một vấn đề, đó là cái chữ say sát, các bạn phải nhớ học một lần, nhất là các bạn ở chú để sinh viên nha. Say sát là hai chữ ớt nha, nha không có chữ ít xì này, các bạn ớt là hai chữ ớt xì, ớt say sát trẻ sinh viên luôn. Đó là đây là từ ngữ bộ môn đã thống nhất sử dụng nha, chữ say sát nha. Rồi, cách vào viện 2 giờ, đây là thời gian bệnh nhân đi xe đó, tôi quay cho các bé va chạm phía mặt trước gì đó, tới cái chữ không quan trọng ở vùng đầu khác, đó là bệnh nhân chấn thương sau té, bệnh nhân thấy làm sao đó tự động ra những chữ âm tính, những chữ dương tính cho nên ra đầy đủ nha, là phải có ý nghĩa để các bạn nhận đó. Các bạn làm một bệnh sử mà đạt dựa vào bệnh sử đó, bạn có thể chẩn đoán một bệnh luôn, không cần khám lâm sàng. Khám lâm sàng thì các bạn chỉ là bổ sung để khẳng định lại chẩn đoán của đầu bạn thôi, và nó đúng hay nó sai là sai chỗ nào thôi nha. Các bạn làm bệnh sử làm sao mà đọc vô bạn chẩn đoán được. Vì thế bạn đọc bệnh sử này bạn nghĩ bệnh nhân bị gì? Kể gì? Kể là một vai gì nữa, đúng không? Chưa đủ kể chúng ta phải sao nữa kể? Kính, đúng không? Tại sao các bạn nghĩ kính? Đó, không có vết thương, đó là các bạn chẩn đoán được nguyên cái là kể kính bạn trên luôn, một vai giữa thì kinh thái luôn, không đó, không có vết thương, một triệu chứng âm tính nhưng nó có giá trị để chẩn đoán nha. Rồi xử trí cố định, đó mô tả cố định ra làm sao và nhập viện nha, nhập viện là cuối cùng trong bệnh sử phải có. Rồi thứ ba là tình trạng vào viện chỉ tính bình phòng, thì cái này các bạn cứ mô tả thôi, thì ở chấn thương nó không có, các bạn không có quan trọng là trong phần này các bạn cho ghi những cái cơ năng những thể gì hết, các bạn ghi để các bạn tình trạng vào viện phải làm gì để bạn coi sự kiến ban đầu của bệnh nhân đúng hay sai và có hợp lý hay không, nó có phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng khác của bệnh nhân hay không. Ví dụ do sự kiến nó làm giảm triệu chứng của bệnh nhân, bệnh nhân bị đau, xử lý xong bệnh nhân giảm đau, bạn có quyền ghi nhận trong cái tình trạng đồng ý trong cố định, sau khi sơ cứu, sau khi chích thuốc, bệnh nhân thuốc gì đó ghi ra của ở luôn, bệnh nhân thấy đau, cái đó bạn có thể làm được, tại vì tất cả thuốc đều ghi trong phần điều trị hết, nên cũng là các bạn trong tờ điều trị đó, bạn lật bệnh án, bạn coi à bệnh nhân xử lý này thì chích thuốc đã xong bệnh nhân có giảm đau hay không, đó, cố định xong bệnh nhân thì giảm đau hay không, cầm máu xong bệnh nhân còn thấy mệt, truyền dịch gì đó nha. Rồi diễn tiến bệnh phòng của bạn, những cái sự thay đổi, những cái xuất hiện của các triệu chứng của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân đau sau mấy ngày bị tích thuốc gì đó, bệnh nhân còn đau hay không, và thuốc đó bạn có thể biết bệnh nhân tích gì, tiêm cái gì, tất cả các mọi chuyện trong cái tờ điều trị bạn có, bạn tự ghi nhận. Ví dụ ngày 1 đến ngày 4 bệnh nhân được sử dụng giảm đau thuốc gì đó đi ra, tích thuốc đó bệnh nhân giảm đau đó, thì bệnh nhân có giảm đau hay không, bạn phải ghi nhận trong phần thì mình đọc cho giống như sinh viên, cái này sinh viên nhận bắt buộc của bạn có đại học rồi, bạn phải làm một án, bạn phải nhớ cái này, có thời gian thì mình ghi nhận đầy đủ gì nha, để mình biết trong phòng điều trị mình xử trí tiếp theo như thế nào. Ví dụ tiêm giảm đau, xin lỗi, bệnh nhân được cho uống paracetamol giảm đau mỗi ngày nhưng bệnh nhân không bớt đau, thì mình có thể
chuyển sang từ tim bắp, em xét tim bắp, cholesterol, melocigram gì đó, nhé, để coi bệnh nhân có mất cao hay không, ví dụ vậy để mình xử lý. Rồi, và các bạn bắt buộc bạn phải nhớ là có phần tình trạng hiện tại nha. Đôi khi khi các bạn làm nét quên một phần này, sinh viên gặp rất là nhiều, nên các bạn phải chú nhớ nhé, sinh viên là tình trạng hiện tại, tức là triệu chứng cơ năng của bệnh nhân lúc bạn đang khám. Nha, ví dụ sáng 7 giờ bạn vô khám thì phần triệu chứng cơ năng các bạn ghi trong phần tình trạng hiện tại và triệu chứng thực thể các bạn ghi trong phần khám lâm sàng, không bị rõ ràng ha. Thì có tình trạng hiện tại thì bạn mới xử lý được nha, hiện tại như thế nào được ha. Rồi phần chuyên môn thì số phần 6 là khám lâm sàng, thì đầu tiên vô phải cái khám toàn trạng trước, thì các bạn có thể ghi tổng quát về bệnh nhân, nhìn thấy bệnh nhân có vấn đề đặc biệt không, bạn có ghi cho bạn nhớ nha. Trong chấn thương không bắt bạn có ghi hết tất bệnh tật giống như các bệnh án sinh viên các bạn học. Nên chấn thương bạn ghi những cái triệu chứng nào nó nổi bật và nó có liên quan đến cái bệnh án, có liên quan đến cái bệnh của bạn đang làm thì bạn ghi vô. Nha, ví dụ bệnh nhân thiếu máu, bạn nhìn tổng trạng bệnh nhân thấy da dẻ xanh xanh, nhập bạn ghi vô. Nha, còn thôi nếu mà còn trạng bệnh nhân không có gì đặc biệt bạn ghi một hai câu. Bình tĩnh, niêm hồng, tiếp xúc tốt, dễ hồng hào rồi, được rồi, không cần bạn phải bỏ thời gian bạn ghi là da lông, tóc, bóng gì lùm hết, nha, không cần đâu, không cũng ai đọc đâu. Nếu khi nào có một triệu chứng gì đó liên quan đặc biệt đến cái bệnh bạn đang làm thì bạn mô tả thêm, nha, còn không bạn ghi một hai câu là gì rồi. Rồi, phần chính, đó là phần khám cơ xương khớp. Thì cơ xương khớp, xin nó sẽ nói kỹ hơn về cơ xương khớp. Và sau phần cơ xương khớp này, nếu mà các bạn ở sinh viên anh thấy gặp rất là nhiều là các bạn để ghi thêm các tim mạch, các hô hấp, các ngực, các bụng, các tử niệu. Nhưng mà mình sau đại học rồi nó cần thiết ghi những này tại vì nó không có ý nghĩa cho bệnh nhân hết. Nếu cái chỗ đó bệnh nhân không có nguy cơ tổn thương, ví dụ bệnh nhân té đọc bạn khám thấy bệnh nhân có xây xát vùng ngực thì bạn bắt buộc bạn phải khám được nha, mình nghe rõ tờ và rõ nghe gì đó vùng ngực nha. Còn nếu bệnh nhân không có yếu tố bất kỳ yếu tố nguy cơ nào ở vùng ngực này hết thì bạn đưa vào các cơ quan khác để ghi nhận bất thường. Khám cơ xương khớp xong, nếu những cơ quan khác ví dụ như thần kinh nè, mạch máu nè, lõi thần kinh nè, ngực nè, bụng nè, hoặc tiết niệu nó cũng cần đưa cơ hết vô các cơ quan khác ghi nhận bất thường là được, không cần khám ghi ghi trước khi trước đâu, không có thời gian các bạn làm gì hết. Bạn tập trung cho những cái quan trọng hơn của mình đã nha. Nên bạn lưu ý tới cái phần sau phần cơ xương khớp này không có gì bất thường thì họ gom hết vô các cơ quan khác ghi nhận bất thường là được, họ bắt buộc các bạn phải ghi các tim mạch khám được thì đâu nha. Rồi bạn lưu ý này. Rồi về phần khám cơ xương khớp thì các bạn sẽ khám về tự nhìn sờ rõ đo, thì nên chắc các bạn biết ha, đơn giản thôi, không có gì khó khăn hết ở cái này ha. Bạn mô tả càng chi tiết càng tốt nha. Và các bạn luôn phải nhớ là phải so sánh với cái chi tiết lọc đi lại của bệnh nhân lúc nào, so sánh. Và trong phần nhìn bạn phải nhớ mô tả theo trình tự bạn thấy đầu tiên. Thì trong chấn thương các bạn đa số bạn làm bệnh án gãy xương là nhiều, nhưng bạn vô bệnh là bệnh nhân gãy xương bắt buộc phải gì cố định, đó là nguyên tắc rồi nha. Khi bạn điều trị nếu bệnh nhân bạn nghi ngờ thôi là bạn phải bắt buộc phải cố định rồi. Cho nên khi bạn khám thì bệnh nhân hầu hết là bệnh nhân phải được cố định, mô tả cái cố định của bệnh nhân đó để xem cái cố định đó có phù hợp hay không, có đúng hay không. Bệnh nhân gãy xương cản chân, cố định cổ bằng chân không là sai, thay đổi trong phần điều trị, chuyển sang nẹp đùi cẳng bàn chân, hoặc bệnh nhân đang được nhập gỗ thì phải bắt buộc trong phần điều trị làm sao chuyển sang gì nẹp bộ nha. Các bạn nhớ trong chấn thương nẹp gỗ chỉ để bệnh trị bệnh nhân đó nha, nẹp gỗ chỉ để bệnh trị bệnh nhân, còn nẹp bất động tạm thời là nẹp bộ nếu tại bệnh viện, nhất là các bệnh viện lớn ở Cần Thơ. Các bạn đi nhiệt trường mình nói chung là thành phố thôi, tất cả những nơi này đều có nẹp gỗ nha. Cho nên bạn nhớ nẹp gỗ chỉ để cố định tạm thôi, nó không phải là nẹp bất động lâu dài tạm thời cho bệnh nhân, bất động chính tạm thời cho bệnh nhân đó là nẹp gỗ nha, phải chỉ nẹp gỗ hết. Các bạn đi bệnh chấn thương ở bên khoa chấn thương bạn có thấy nẹp gỗ không, hiếm lắm nha, đúng không? Các bạn vô bệnh viện trường cũng vậy,
nha, tất cả đều bỏ cái chuyện này một hết nha. Tôi quên qua cái cơn mà anh không em thiết từ từ thấy các bạn thấy bệnh nhân mà có cái đẹp gỗ lên trên pha là rất liền nhớ nha, tất cả đẹp gỗ cái chuyện này một hết lâm sàng khi đi lâm sàng nhớ cái này nha. Rồi trong cái phần cơ xương khớp này có phần nhỏ liên quan đó là biến chứng đánh giá thần kinh mạch máu thì các bạn có thể đưa vô phần sờ gì đó, các bạn hãy thắp riêng ra luôn ngoài cái nhìn sờ gõ đo này xuống dưới đánh dấu sao thắng thần kinh mạch máu của chi nha, thì các bạn có thể ghi nhận coi bệnh nhân có biến chứng thần kinh mạch máu hay không thì bạn ghi nhận. Rồi nhớ thì có đo nha, gõ vô chỉ gõ thần kinh thôi, còn đo sẽ đo chiều dài trong một chi. Và cái này, cái đo này á, nếu bệnh nhân không có cái triệu chứng chắc chắn của gãy xương ở cái phần nhìn hoặc phần sờ thì các bạn hãy hoặc phần đỏ thì các bạn hãy đo, chứ cũng không bắt buộc các bạn lúc nào mà phải đo, bạn đang tương đối là cần thiết phải lấy thước dây ra đo bao nhiêu xăng, bao nhiêu xăng riêng nữa nha, các bạn nghiêng nghiêng ví dụ như bên phải bệnh nhân ngã bên trái là được, các bạn hãy ước lượng khoảng 1-2 xăng các bạn cứ ghi vô được việc các bạn mô tả là chứng minh nó ngắn hơn trên kia là được nghe cho mình cứ tiếp lấy nước dây ra đo bao nhiêu ha. Rồi phần thứ bảy là phần công tắc bệnh án, các bạn chút xíu nữa ba phần đó là phần công tắc mình sẽ nói từ bộ về phần ba cái này sẽ đi chung với nhau thì sẽ nói để các bạn hình dung nó dễ hơn. Tóm tắt bệnh án là các bạn sẽ ghi tất cả các triệu chứng mà nó liên quan để các bạn sử dụng để các bạn biện luận, các bạn sẽ bộ hơi có nhưng đầu xuống xuống dưới nó sẽ giải thích bạn. Thì về chẩn đoán sơ bộ, đây là cái chẩn đoán sơ bộ đầy đủ, em các bạn lưu ý và các bạn chú nhớ đây những sinh viên ha. Kiểu đầu tiên chúng ta gãy nhà tập, gãy nhà tập thứ hai kính hay là hở, thứ ba là phải có vị trí cụ thể rõ ràng. Các bạn ghi ra, các bạn hay ghi mất cái bên nha, cả trong bệnh án lẫn trong bệnh án dạng của mình gì cả trong bệnh án thi nha, các bạn chuyên gia mất cái bên nha, cái bên rất quan trọng nha, sót cái bên cái còn ghi luật liền, bạn bị la lên la xuống liền nha, nhớ nha, bên gãy 1/3 giữa cẳng chân, bên nào bên trái bên phải cái nha, bên trái phải người nó tập hai cái xây chân nha. Rồi phân loại nếu có tùy vào cái vị trí gãy mà các bạn sẽ có cái phân loại liên quan, còn nếu không thôi, nhưng mà có một số phân loại đặc trưng bắt buộc phải ghi, ví dụ như bổ sung đùi lên gãy bắp chày cơ này. Tuy nhiên nếu mà gãy hở theo tích vô, tuy nhiên nếu cái phân loại đó các bạn chỉ có thể dựa vào ít quan thì các bạn không cần ghi trong cái điều sơ bộ được. Khi có ít quan xong bạn phân loại được thì bạn đưa nó xuống điểm đó không cùng nha, cho nên phân loại trong điểm sơ bộ là nếu có thôi, nếu các bạn phân loại được thì bạn đưa vô. Tuy nhiên cái gót kilo các bạn có thể phân loại được nha, cho nên bạn bắt buộc cái kilo máy nha, nó rất quan trọng. Rồi đôi khi trên lâm sàng tốt kiểu gãy các bạn sẽ nhìn cho bạn cũng biết đó là loại gì được nha, như là gãy cổ xương đùi gãy tên đi nha, bạn chỉ họ lịch sử thôi là bạn biết cái đó là tên máy gì, có họ lịch sử rất là đơn giản, đặc trưng của gãy gạt tinh là 3-4 cái lịch kỷ hoàn toàn hết nha, và bệnh nhân không thể nào đi được. Thứ hai nữa, một cái bệnh sử đặc trưng nữa đó là bệnh nhân té xong bệnh nhân đứng dậy, bệnh nhân đi vài bước sau đó bệnh nhân không đi được nữa, hoặc là bệnh nhân đi vài ngày sau té ngày hôm trước và 2-3 ngày sau tự nhiên bệnh nhân đau nhiều hơn, đi không được thì chắc chắn là đã gạt tinh 3-4 rồi nha, hoặc là 4 luôn, thường là 4 luôn chứ không có 3 nữa nha, bệnh nhân đã đi mà đi không được nữa tức là đã đi lại hoàn toàn nhưng không đi được. Ban đầu khi té nó chỉ gạt tinh 1 hoặc gạt tinh 2 thôi, bệnh nhân đi nó chỉ gạt tinh 3-4, nên khi đọc bệnh sử là biết là gạt tinh 4 luôn rồi, không cần thiết thì phải quay lên lên trên tổng loại nữa. Thế nên bạn khi đó bạn hãy chắc chắn cái một loại tinh 3-4 bạn sẽ ghi thẳng vô để nó sơ bộ mà bạn có quyền nghĩ đến gạt tinh 4 tại vì bệnh nhân không tham đi được nữa nha, cái trong phần biện luận á. Rồi chẩn đoán mất vị
bị có trong cái cương không bắt buộc và lúc nào cũng không bị hết. Nên tại thường cái cương rất là rõ ràng, chứ nó không có làm phức tạp để các bạn không có bị nữa. Nên tuy nhiên một số loại gãy vùng khớp thì các bạn có thể nghĩ đến, các bạn nghĩ đến chặt khớp kèm theo. Thì thậm chí trong cái số 1 các bạn nghi có gãy, vừa gãy vừa chật, các bạn quyền chật nó gãy chật luôn, là nó đã bao rồi, vừa gãy vừa chật rồi, phải không? Không có quyền nữa. Bây giờ cho cái hình thích khi nào thì nó không bị mất ha. Rồi về đây là có chật đó, các bạn lưu ý nha. Có phần biến chứng thì các bạn nhớ là buộc phải có nha. Nếu có biến chứng thì biến chứng đó, đây là một số hướng dẫn. Các bạn nhìn thấy cái chật đó thứ ba ở đây, nên tại sao mình lại đưa cái vỏ chèn hẹp khoan này ngày trước? Bên góc chân đó là bảy kính phong chèn trái sạc cơ hai kính trước vỏ chèn hẹp khoan. Đúng rồi, tại vì không bị hiểu. Cái gì mình muốn nhấn mạnh thì mình sẽ làm khác nó đi, thì các bạn sẽ nhấn mạnh cái đó nha. Các bạn chỉ làm khác tí xíu là người đọc biết là bạn đang nhấn mạnh, bạn đưa vỏ chèn hẹp khoan lên để bạn biết bệnh nhân đang vỏ chèn khoan sử trí vỏ chèn hẹp khoan ngày trước, chứ không phải sử trí cái xương nha. Đó, để mình nhấn mạnh thôi, mình đảo ngược lại để mình nhấn mạnh thôi, đưa biến chứng lên trên để mình nhấn mạnh. Các bạn thấy ở trong cái chật đóm này sẽ không có cái đường gãy và cái kiểu gãy, đúng không? Còn bạn lưu ý là trong chật đóm không có đường gãy và sẽ không có kiểu gãy quan trọng. Cái đó là trong phần tập liên quan. Các bạn rất nhiều bạn tới giờ bạn vẫn không còn ghi là gãy kính vai giữa, thân xương cánh tay phải ví dụ vậy ha. Ghi là chồng ngắn gặp góc sang bên ha, đó ghi trong phần ghi trong phần là liên quan. Tuy nhiên nếu các bạn ghi vô thì chứng tỏ bạn đang nhấn mạnh, nhấn mạnh sao ví dụ gãy kính một phần ba giờ kính tay phải không ghi lợi, chưa ghi nhận ý kiến thì bạn đang nhấn mạnh là cái gãy xương cánh tay này không ghi lợi, mình có thể ghi bảo tồn được, đồng ý nha. Còn nếu thì không có gì để nhấn, các bạn nhấn mạnh mà không nhằm mục đích gì hết thì các bạn không nên đi vô cái giường dài, nó giường tốn là nhẹ vậy. Về biện luận, phần biện luận thì các bạn sẽ biện luận theo chuyện đó. Nên một số bạn rất là sợ biện luận, nhưng anh lại thấy cái biện luận nó rất là dễ lắm nha. Ví dụ cái chuyện đó trên đây các bạn thấy là gãy kính một bao giờ trên cánh phải, biến chứng liền liên quan phải liên quan đi, thì mình sẽ biện luận chứng minh bệnh nhân có gãy xương nha. Mình sẽ làm một cái bài văn thôi, chứ cái gì đó biện luận là bạn làm bài văn không có xuống hàng, nhớ nha, biện luận không xuống hàng. Các bạn làm một bài văn nha, có thân có mở hoài đó, các bạn biện luận gì đó có luận cứ luận điểm cho chứng minh nha. Một bài văn biện luận để chứng minh cái chuyện đó của bạn là đúng, bạn có cơ sở để bạn chứng tỏ, bạn ghi chứng tỏ này. Ví dụ trong cái chẩn đoán này như vậy thì mình làm chứng minh mình khám bệnh nhân này có gãy xương bằng cách nào đó, đưa ra bằng chứng là có bệnh gãy xương. Ví dụ nãy trong bệnh sử, ví dụ bệnh sử hồi nãy nha, ví dụ nãy là gãy bao giờ gãy xương đúng không, thì ví dụ bệnh nhân cảm thấy lạnh tại xương, dù là bệnh nhân cảm thấy thôi nha, nhưng mình vẫn có thể đưa vô thì việc luật cảm thấy và tiếp mình, cái đó là trong bệnh sử. Khi mình khám lâm sàng, chẳng hạn bên cạnh khám thấy cái hiện tượng gãy xương, bệnh nhân loạn thở xương, mất liên tục xương gì đó, các thì có thể có gãy xương. Nhưng mà nhớ là càng nhiều càng tốt, kèm theo triệu chứng không chắc chắn đau xương này. Và nếu giống như lúc mới vô hồi nãy nó nói là tuổi, bệnh nhân lớn tuổi thường sẽ dễ gãy xương hơn là chắc tốt. Nếu một cái bé ăn lượng thấp vẫn có thể làm bệnh nhân gãy được xương cổ xương ruột, cho nên chẩn đoán bệnh nhân gãy cổ xương ruột chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi thứ hai là kính này mở bị lồi nữa, bệnh nhân này không có vết thương, không ghi nhận chảy máu ở vùng gãy xương, nhớ là vùng gãy xương nha. Đang chẩn bị lồi là gãy kính, gãy xương kính hay gãy xương mở, không phải cái vết thương không phải ở vùng gãy xương, chứ mình không có thể nào ghi là bệnh nhân không có vết thương, nhưng bên kia bên kia bệnh nhân có vết thương rồi đó, nhưng mà những cái kính tại vì cái vết thương này với cái cổ gãy không liên quan nhau. Bạn nhớ là tại vùng gãy xương, tại mình đã biện luận, mình đã chứng minh là bệnh nhân có gãy xương rồi, thì mình đã chứng minh tiếp theo là gãy này là gãy kính hay gãy hở. Nếu mình không chẩn đoán kính trước rồi mình chẩn đoán gãy, ha, mình chẩn đoán gãy trước, mình chẩn
kính nha. Bệnh nhân không bất thường gãy xương nên phải bảo là gãy kính. Vị trí thì đơn giản rồi nha, mình ghi nhận ngay tại vùng đó có gãy xương nha. Rồi biến chứng mình quay nha, mình nêu ra trong phần cắn một sàn mình có ghi cái hạn bệnh nhân cao đường xương quay bị gì nhớ không, hạn cổ tay thì sao, liền cơ gì, liền cơ gì, cơ duỗi cơ gấp đó, mình nêu ra ha, là mình đã chứng minh được bệnh nhân này có biến chứng liệt đình quay trên một nền gãy kính. Tại sao không đưa liệt đình quay phải ngay trước? Đúng rồi, tại vì cái liệt thần kinh mình không xử lý tiền được nha. Các bạn nhớ là trong cái gãy xương cánh tay biến chứng liệt đình kinh thì cái biến chứng liệt thần kinh không phải là chỉ định phẫu thuật của gãy xương cánh tay. Đấy nha, một bệnh nhân gãy xương cho cơ xương cánh tay, nếu có liệt thần kinh mà cái ổ gãy này không có chỉ định mổ thì bệnh nhân vẫn được phẫu thuật. Chứ không phải là liệt mà lúc nào cũng phải mổ không nha. Tại vì người ta nghiên cứu thấy cái thần kinh mà bị đứt trong liệt nó rất là hiếm. Thông thường là chỉ bị chèn ép hoặc bị chặt hơn. Bị dọc hơn. Thế bây giờ mình sẽ theo dõi sau 2 tuần con nó hồi phục hay không nha. Sau 4 tuần con nó hồi phục hay không nha. Và nếu nó không hồi phục chỉ gân luôn, chứ mình không mổ ra khám sát gì hết nha. Trong các bạn có thể đọc khối hút hay gì đó thì sẽ thấy là không có triệu chứng liệt thần kinh trong cái chỉ định mổ để mình phẫu thuật của xương cánh tay. Lưu ý cho nên liệt thần kinh quay thì nó không quay, nó sẽ chỉ nó đưa nó lên trước được. Tuy nhiên cái loại dẹp tay bắt buộc sẽ chỉ đến trước, bạn chú ý đó. Và tất cả triệu chứng mà mình sử dụng để mình biện luận thì nó sẽ nằm trong phần phẫu thuật nha. Mình sử dụng bất kỳ triệu chứng nào để mình biện luận thì triệu chứng đó sẽ nằm trong bệnh án thì mình mới gọi là tóm tắt bệnh án, chứ không phải tóm tắt bệnh án là bạn khác cái gì mà ghi vô hết luôn thì nó không phải là tóm tắt nữa nha. Ví dụ nãy sử dụng ví dụ chứng minh bệnh nhân gãy xương thì bệnh nhân có lại đầu xương thì bắt buộc phần tóm tắt, và bệnh nhân cảm thấy lại đầu xương khám lâm sàng hay là sau xương, ví dụ vậy nha. Mình trong phần biện luận này mình không sử dụng cái triệu chứng là án chi thì mình không còn đưa cái án chi vô trong phần tóm tắt. Mình sử dụng triệu chứng nào để biện luận thì mình phải đưa vô tóm tắt, cái đó là cái lưu ý giữa ba phần tóm tắt bệnh án, chẩn đoán và biện luận. Rồi, sau khi mình đã hiểu lâm sàng rồi, mình sẽ tới cận lâm sàng. Thì mình nhớ trong một bệnh án tiền phẫu thì cái cận lâm sàng này chủ yếu để phục vụ cho chẩn đoán. Nha, cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán. Các bạn khi các bạn mình bệnh án sinh viên, bạn đọc rất là nhiều là bệnh nhân đã có huyết quang từ tuyến trước và các bạn sinh viên đó lấy huyết quang đó để đưa vô chẩn đoán sơ bộ để làm biện luận cho nó sơ bộ luôn là sai. Nha, bạn nhớ mục tiêu của bệnh án tiền phẫu là để chẩn đoán, mục tiêu của bệnh án tiền phẫu là để chẩn đoán, cho nên cái cận lâm sàng này để phục vụ chẩn đoán sơ bộ của bạn nha. Cho nên mình cứ coi cái huyết quang từ tuyến trước nó là huyết quang sau khi mà mình huyết quang mà chụp cái này có gì đó ha, các bạn hiểu không? Huyết quang trên tuyến trước bạn cứ coi như là huyết quang nó được chụp sau khi các bạn đã có sơ bộ của bạn này thì thôi nha, các bạn làm án mà nha. Vậy nên bạn nhớ tất cả các lâm sàng phải là sau khi mà bạn đã đưa vào, sau khi mà phải có sơ bộ thì bạn mới đưa cận lâm sàng vô ha. Và các bạn sau đại học thì bạn nhớ bạn có biện luận cận lâm sàng nữa. Biện luận cái gì? Biện luận xem cái cận lâm sàng này có phù hợp hay không. Bạn thấy đó là gãy 1/3 giữa nhưng trái thì cái huyết quang nó có phù hợp hay không nha. Huyết quang có phải cùng cảnh chân hay không đó. Bạn mô tả đọc huyết quang đó, huyết quang cảnh chân bên trái cái hàng đường chảy thế nào, kiểu gãy làm sao, cái hàng kết luận huyết quang phù hợp với lâm sàng đấy, bạn đưa ra cái đó sau cùng. Nếu huyết quang không phù hợp với cảnh lâm sàng thì bạn coi, nếu bạn cho lâm sàng bạn thì đó là chỉ được đây thì chỉ bị chấn thương cẳng chân thôi chứ không gãy xương. Cho huyết quang đâu cảm thấy được gãy không chỉ là thì bạn huyết quang chứng tỏ bệnh nhân có gãy không chỉ là cùng đó, nên bạn đưa ra thì nó sau cùng là gãy xương, có người khác thì là chỉ là
tùy vào cái bài khám như thế nào thôi. Rồi, tiếp theo một phần rất quan trọng đó là phần điều trị. Thì phần điều trị sẽ chia làm hai, một là hướng điều trị và điều trị cụ thể. Hướng điều trị là như thế nào? Hướng điều trị thì các bạn sẽ đưa ra hướng, ví dụ bệnh nhân đau thì hướng điều trị là giảm đau. Nha, bệnh nhân thiếu máu, bạn khám sẽ thiếu máu, hướng điều trị là bù máu. Cái ổ nghẽn này, hướng điều trị ổ nghẽn này, các bạn uống là điều trị bảo tồn, các bạn hướng điều trị là điều trị bảo tồn. Nha, và điều trị cụ thể tức là bạn cụ thể cái hướng điều trị ra, bạn giảm đau bằng thuốc gì thì cụ thể ra, bạn tiền máu bao nhiêu điều trị, tiền tốc độ bao nhiêu. Ví dụ, rồi bạn điều trị chọn cái hướng điều trị là điều trị bảo tồn thì bạn chọn cái phương pháp nào trong phần điều trị bảo tồn đó. Kỹ sinh tồn, chân tay hay là sinh pháp hay là cả hai, kể cả chân bạn cũng có bộ bảo tồn từ đâu đến đâu hay chỉ cần nhận bộ thôi, ví dụ vậy. Còn nếu bạn là hướng điều trị là phẫu thuật thì xuống dưới bạn có phẫu thuật, chọn phương pháp phẫu thuật là gì, nha, chọn pháp phẫu thuật là gì, và khi đó mình phải biện luận. Điều trị, điều trị là sao? Các bạn những cái bạn nhớ là sinh viên các bạn học thì nguyên hay đưa ra gì? Option và choice. Đó chính là một cái biện luận điều trị, nhưng mà trong tiếng thương thì đơn giản thôi. Nha, các bạn phải chọn phương pháp phù hợp, một hạng phương pháp đó. Thầy Nguyên có bắt đưa ra tất cả các phương án, và bạn biện luận từng phương án này có phù hợp cái nào, có phù hợp cái nào, phương án thứ hai phù hợp nào, phù hợp cái này thôi. Bạn chỉ cần chọn một phương án, ví dụ bạn chọn rất nội tỷ. Tại sao? Trên bệnh nhân này gãy bao nhiêu cánh chân, được gãy ngang, nha, cho nên tiêu chuẩn và bao nhiêu mình nghĩ là tiêu chuẩn vàng của bệnh viện gãy thân xương cánh chân, nên đang chọn phương pháp thì bị sổ là trong bệnh viện có chỗ đó không, nha, như vậy thôi. Rồi bên cạnh đó nữa là tuy nếu bạn là sinh viên thì bạn sẽ học theo cái hướng là hoàn hảo, tức là bạn có mọi dụng cụ, có mọi thiết bị trong tầm tay, bạn sử dụng phương pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên khi bạn sau đại học rồi, bạn phải thực tế một xíu nha, sẽ đòi hỏi bạn thực tế hơn, tức là bạn phải phối hợp cái nơi mà bạn làm bệnh này họ có khả năng làm cái phương pháp đó thì không. Nếu phải một bạn đưa phương pháp trong sách có nêu, nhưng mà không có, nên bạn chú ý nó phải thực tế một xíu, sau đại học đòi hỏi phải thực tế một xíu, kinh tế của bệnh nhân phải có cái đó nữa. Nó có thể khác, ví dụ như ra giữa bạn chậm hẹp, tại sao bệnh viện kinh thất học, bạn có quyền, tại vì bạn sau đại học rồi bạn phải thực tế, nghe không, bạn sinh viên mọi thứ nó đều có sẵn nữa, mình đang làm bệnh nhân sau đại học rồi, nhớ bạn có quyền nêu miễn nó chính đáng và nó hợp lý sẽ được nha, miễn nó chính đáng và nó hợp lý, bạn đọc sao bạn thấy nó hợp lý nó có thể xảy ra được thì bạn ghi nha. Với lại một vấn đề là khi mình chắc không đủ tiền cái hàng, mình không có tiền nên em điều trị bổ tồn nha, cái này dễ bị bắt lắm nha. Mình không có tiền thì bệnh viện ở tập tầng sau nào, bệnh viện nào cũng có trung tâm hỗ trợ bệnh nhân hết nha, nên đó không phải là vấn đề quá khó khăn nha. Tuy nhiên nếu hết hầu một triệu thôi và không có dụng cụ một triệu, chẳng lẽ trong bệnh nhân có một thì nha, hoặc thậm chí các bạn khi điều trị về đồng ý thuốc điều trị kiểm về kiểm trên để đóng lên bệnh viện đồng ý hợp lý, nó thực tế nha. Các bạn đi lâm sàng là để các bạn áp dụng cái thực tế này vô trong cái bệnh án bạn làm, chứ không còn như sinh viên chọn cái khối u nhất và khảo nhất nữa nha. Rồi, hai phần cuối cùng trong bệnh án đó là phần tiên lượng và phần trị phòng. Hai phần cuối cùng là phần tiên lượng và phần trị phòng. Hai phần này sẽ liên quan với nhau. Các bạn nhớ chú ý thì là nó liên quan, phải liên quan tiên lượng cái gì mình mới dự phòng cái đó, và tiên lượng và dựa trên bệnh nhân của bạn cũng phải tiên lượng trong nhân mẫu. Nha, tiên lượng, ví dụ bệnh nhân này, ví dụ bệnh nhân bạn đang làm bị tiểu đường thì bạn có quyền tiên lượng ra nhiễm trùng mới. Bệnh nhân bạn béo phì, bạn có quyền tiên lượng bệnh nhân tập hợp lọc mụn hoặc là gãy nhẹ đó, thì bệnh nhân lương nặng cao nha,
cái quyền tiên lượng bệnh nhân bị thoái hóa khớp trong những trường hợp kỹ mang chạy tiên lượng thoái hóa khớp đồng ý, tại vì bệnh nhân này có nguy cơ đó, bạn có quyền tiên lượng. Còn nếu bệnh nhân không có nguy cơ, bạn không cái khả năng nó xảy ra rất là thấp thì bạn không nên tiên lượng. Ví dụ bệnh nhân kẹt không chạy tiên lượng tự do được không? Được, ai biết trước được, nhưng mà nguy cơ rất là thấp cho mình được tiên lượng những cái xa vời đó ha, tiên lượng những cái tỷ lệ cao hơn nghe không chạy bệnh nhân khả năng có quá khớp đó. Khi mình dự phòng dự phòng tiên lượng, bạn tiên lượng bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng do tiểu đường thì phần dự phòng mình phải làm gì? Chích insulin phải không? Không đơn giản thôi, kiểm soát đường huyết. Các bạn đâu có biết gì đâu, mình thích nha. Các bạn nếu bạn tự tin, các bạn có quyền đi, nếu bạn giỏi đoạn ba bạn có quyền đi. Còn câu an toàn nhất là kiểm soát đường huyết đó. Bạn tiên lượng ví dụ mình nhắn là tiền phẫu và bệnh nhân chưa mổ đâu, mình nhắn là tiền phẫu bệnh nhân chưa mổ thì các bạn có quyền coi cái tổn thương này mổ có thì dễ. Ví dụ bệnh nhân gãy rất là phức tạp nhiều mà thì các bạn tiên lượng mổ khó khăn, thời gian mổ kéo dài mất máu, bạn có quyền nha. Tại vì cái này nhiều mà gãy gãy nhỏ và gãy rất là phức tạp, bạn có quyền tiên lượng thời gian mổ lâu dẫn đến bệnh nhân mất máu thì mình mới dự phòng đi lên kế hoạch cụ thể, lựa chọn dụng cụ chẳng hạn tiên lượng dự phòng máu ví dụ vậy, kiểm soát dụng cụ bị cản sức điều trị cho bệnh nhân dự phòng nữa. Bệnh nhân sẽ dự phòng thời gian mổ lâu thì có nguy cơ nhập trùng đó. Đó là tiên lượng dự phòng. Và đặc biệt nhớ nghe tiền phẫu là bạn phải tiên lượng cho cái cuộc mổ nữa, đừng quên ha. Mình lấy tiền phẫu là phải sau đại học rồi, các bạn phải tiên lượng cho cái cuộc mổ nữa. Mổ này dùng dễ thì cũng có, và sau mổ sau sẽ có vấn đề gì nữa mình mới tiên lượng tiếp, chứ quan trọng là tiên lượng cho cuộc mổ tiền phẫu ha. Rồi hai cái phần này nó phải hợp lý với nhau, đôi biết với nhau tiên lượng cái gì dự phòng đó, tiên lượng dựa vào đặc điểm của cuộc mổ. Rồi tiếp theo là cái hậu phẫu thì nhanh hơn nha, nó cũng hầu hết nó cũng giống như gen tiền phẫu thôi, nó chỉ khác một số chỗ cái này giống ha, nó số cái chỗ ví dụ như mình sẽ có phần diễn tiến bệnh phẩm hành diễn hành diễn tiến giết mổ nha, và sau phần diễn tiến sẽ là phần được lâm sàng để đưa ra những công thức mổ cho bệnh nhân để nhân viên mổ. Và cái phần quan trọng đó là phần trình phẫu thuật nha, trình phẫu thuật thì trong cái phần trình phẫu thuật này mình phải có chẩn đoán trước và sau mổ cũng như là gì. Nếu mà trước và sau mổ là cùng một cái chẩn đoán thì mình đi một vòng thôi, chẩn đoán trước sau mổ hay chăng là gì đó, phương pháp mổ là gì, mổ vào lúc nào thời điểm mấy giờ ngày mấy tháng đi ra, sau đó mình mô tả cái biên bản phẫu thuật nha, đặt da gì đó và đi ngắn gọn thôi, không kêu phức tạp nha. Thôi thông thường tới đây các bạn sẽ kết thúc không, các bạn làm nhắn thông thường ghi xong biên bản bạn hết phần này, tuy nhiên bạn phải nhớ bạn phải ghi thêm thời gian mổ là bao lâu, các bạn đọc bệnh án biết thời gian mổ bệnh nhân được không, bạn sau đại học rồi biết không nha, biết không biết lập là cái mê là biết bệnh nhân thời gian mổ bệnh nhân bao lâu được không mất. Nếu có ghi thông thường ghi mê họ có ghi mà có thông thường trong ghi mê họ ghi và trong họ ghi nhưng mình có thể nếu có thì mình hay ghi luôn rồi có mất thế nào để mình biết và tình trạng bệnh nhân sau mổ như thế nào, bệnh nhân nằm tại hậu phẫu bao nhiêu lâu, bệnh nhân được có diễn tiến gì hậu phẫu không, nếu có thì đi ra nha. Ví dụ bệnh nhân hôn mê hậu phẫu và có vấn đề gì hậu phẫu, chảy máu nhiều hậu phẫu, truyền bao nhiêu đơn vị máu ở hậu phẫu, ví dụ vậy thì mình phải ghi nhận mình ghi ra ở đây nha. Rồi thời điểm chuyển khoa chấn thương là khi nào đó, các bạn thường bạn chấm dứt các bạn là thiếu, bạn sau đại học rồi bạn cái gì cụ thể để bạn điều trị nha. Diễn tiến sau mổ thì mấy này cũng giống như kia thôi nha, giờ có phần tóm tắt nó cận lâm sàng sau mổ nữa thôi nha, bạn phải có một phần nữa là cận lâm sàng sau mổ, tại vì mục tiêu của bệnh án tiền phẫu để chẩn đoán và điều trị thì mục tiêu của bệnh án hậu phẫu là gì, chăm sóc và sửa những sai lầm của cái điều trị trước nha. Ví dụ bệnh nhân này mổ chưa đạt, ví dụ như mổ xong còn chỉ lệnh nhiều có chỉ định mổ lại thì bắt buộc không điều trị bạn phải mổ lại nha, chứ không phải cứ nhận xét vậy là thôi nha.
coi bệnh nhân cần mổ lại không, mổ gì đúng hay chưa, đạt hay chưa, chỉ mình mổ gì đúng hay sai đó, để mình chỉnh sửa cái điều kiện trước đó nếu mà nó sai. Nên cho nên sẽ có phần tử lâm sàng tiếp tục khám phát để mình nhận xét trong phần tóm tắt bệnh án và để mình đưa ra cái kết luận trong phần tóm tắt là đạt hay không đạt. Và đôi khi cái bạn ghi thông thường các bạn trong phần kết luận tóm tắt bệnh án thì cái mẫu giấy các bạn biết rồi, hậu phẫu ngày máu ngày mấy, thai phẫu thuật gì đó hiện tại thế nào, đó là một kỳ vọng kết luận. Thì các bạn thông thường các bạn kết luận là hiện tại mình chân mổ như thế nào, mổ nó phải có tiêu chuẩn, các bạn làm gì bạn cũng phải có tiêu chuẩn, đúng không? Các bạn nên mổ, nhưng mổ đối với các bạn còn với người khác người ta nói là mổ nha, nên phải có tiêu chuẩn chung. Tiêu chuẩn là gì các bạn đưa ra đó. Nên khi các bạn sử dụng cái từ mổ hay không mổ, tốt hay là không tốt, hay là vừa hay là trung bình, thì các bạn phải nhớ các bạn phải có trong đầu cái tiêu chuẩn. Tại khi lên bài thi có thể sẽ bị hỏi lý do gì em chưa ổn, chưa ổn thì vô bạn đưa ra tấm lý do, nhưng người nghe nói gì là chưa ổn thì sao đó nha. Bệnh nhân mổ xong bệnh nhân đau không? Đau. Bạn nói đau gì là ổn, nhưng mà người khác nói đau gì là không ổn, phải có tiêu chuẩn. Và bạn có thể thiếu bất kỳ tiêu chuẩn nào để bạn giờ nói tiêu chuẩn không nhận thôi. Còn nếu một cách an toàn nhất, hiện tại kết luận hiện tại bệnh nhân còn đau mức mổ nhẹ, đúng rồi đi nhá, đó nên phải sử dụng cái từ và bạn phải lường trước cái sự việc khi mà cái từ này lên có thể bị hỏi và bạn phải có câu trả lời thôi, chứ không có ép buộc bạn học được kia như là nhân viên cái gì cái học bạn phải có cái suy nghĩ trước bị hỏi gì thì mình sẽ trả lời sao, là tại vì các bạn đã từng bị hỏi rồi thì thi á, các bạn suy nghĩ trước câu trả lời ha. Vậy thì đặc biệt là không ổn không ổn đạt như bạn đó anh quen có hay hỏi tấn cũng lo cũng hỏi đó chú ý. Rồi thì mình điều trị sẽ dựa vào cái công tác bệnh án của bạn điều trị. Nếu bệnh nhân thì phải là bạn tốt, diễn tiến tốt, nó diễn tiến theo như cái bình thường, diễn tiến theo như bình thường thì mình sẽ điều trị tiếp theo là gì? Tức là mình không cần phải chỉnh sửa gì về cái điều trị hết, mình không giải quyết hậu quả gì về hết, điều trị tiếp theo là gì? Ra viện được khi chưa? Bạn nhớ như là hậu phẫu là khi nào bệnh nhân có thể ra viện được? Đó, câu này rất là dễ bị hỏi, nha, rất là dễ bị hỏi. Đó, khi nào bệnh nhân ra viện được? Nhớ. Hậu phẫu đặc biệt là các ngày hậu phẫu 4 năm rồi thì ngay cái khóc đó rất là dễ, bạn nên cái suy nghĩ tiêu cực. Bệnh nhân này đã được ra viện hay là chưa? Và nếu bệnh nhân ra viện thì các bạn nhớ trong đầu, nhớ trong đầu thôi là điều trị trong bệnh viện và điều trị ở nhà là như nhau thì bệnh nhân được viện. Tức là hiện tại ví dụ bệnh nhân về nhà, bệnh nhân có thể tổ chức kháng sinh tĩnh mạch được hay không? Không. Vậy hiện tại bệnh nhân chưa ra viện được, tức là bệnh nhân vẫn còn bắt buộc phải kháng sinh tĩnh mạch thì bắt buộc phải bệnh nhân phải trong bệnh viện thôi, bệnh nhân xuất viện được. Tuy nhiên nếu bạn nhận thấy ngày mai bệnh nhân không cần phải chích kháng sinh tĩnh mạch, bệnh nhân chỉ sang đường bốn thì bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên thôi, và bệnh nhân bạn nhớ là điều trị tại bệnh viện và điều trị nhà như nhau thì bạn có thể cho bệnh nhân xuất viện, đơn giản như thôi ha. Cái lượng dự phòng thì chỉ như đó, thì trong phòng bệnh án hậu phẫu nó có phần quan trọng là nhận xét, phòng nhận xét tức là bạn nhận xét tất cả các sự đó xử trí trước thời điểm mà các bạn làm bệnh án, từ thời điểm bệnh nhân khi bạn khám bệnh nhân á, bạn nhận xét tất cả luôn là thứ nhất là nó có đúng hay không, thì xử trí đúng hay không như thế nào, và cái bệnh này nó có giống như lý thuyết hay không. Nha, ví dụ như lý thuyết nói là gãy, kiểu gãy cổ tay duỗi cổ tay gấp thì nó đưa ra bệnh gì. Nha, bạn nhớ gãy mặt cong lưng mặt sau lòng gãy Cholet gãy Royal Smith. Nha, thì cái đặc điểm cổ tay nó sẽ vậy, nhưng mà khi các trên bệnh nhân này nó lại khác thì bạn nhận xét coi nó hợp lý, nó giống lý thuyết các bạn học hay không. Đó thì các bạn nhận xét tất cả các bạn luôn từ xử trí từ mức độ phù hợp. Nha, đó là bệnh nhận xét ha. Lý thuyết và cái lâm sàng nó phù hợp không? Đó. Thì đó, đó là
thúc cái phần bằng nhé. Nên các bạn lưu ý khi bạn làm nhé thì các bạn nhớ nha. Tại thôi các bạn cứ làm mỗi người làm một kiểu, mỗi người làm một mẫu. Nha, mà nó lại thiếu là có buổi hôm nay để đi dọn các bạn làm nhé. Ok nhé. À, thì các bạn mà chú Sợ cái đồng mạnh, bạn các bạn có gì hỏi không? Anh sẽ còn đọc cái quen ha. Sao mình khi mình đọc cái chữ gì lọt đấy, mình có cái tình là cái chữ vẽ, cái chữ không dùng để mình. Được, và thôi, nếu bạn